Trái đất, con tàu vũ trụ của chúng ta. Chào mừng các bạn tham gia cùng chúng tôi trong chuyến đi kéo dài một năm vòng quanh mặt trời. Hiện giờ chúng ta đang ở đây và chúng ta sẽ đến điểm thu chí trong 6 tuần lễ. Trái đất quay quanh mặt trời theo một quỹ đạo hình bầu dục, không phải là hình tròn. Trong những ngày đầu của tháng 7, chúng ta đến điểm xa nhất so với mặt trời. Vậy thì vì sao trời lại nóng thế? Thực ra, sự khác biệt giữa gần với mặt trời và xa với mặt trời không lớn lắm. Có một sự khác biệt quan trọng hơn nhiều. Trái đất không di chuyển theo đường thẳng mà theo một đường xiên, trục trái đất nghiêng. Vào lúc đó, bắc bán cầu nghiêng về phía mặt trời, ngày dài và đêm ngắn. Nhưng trên hết cả là vì trái đất có trục nghiêng, nên những tia nắng mặt trời chiếu đến theo những góc độ khác nhau. Về mùa đông, tia nắng mặt trời như thế này đến với chúng ta theo góc xiên. Năng lượng của nó trải rộng khắp nơi trong một vùng rộng lớn, nên ta thấy lạnh. Ngày nay, cũng tia nắng ấy của mặt trời chiếu đến chúng ta theo một góc cao hơn. Năng lượng của nó tập trung theo một diện tích nhỏ hơn, nên ta cảm thấy nóng. Ở bán cầu phía Bắc, lúc ấy là mùa hạ. Về bán cầu phía Nam là mùa đông. Chúng ta có các mùa vì trục trái đất nghiêng. Trái đất di chuyển trên một quỹ đạo hình bầu dục, nhưng hình bầu dục này chỉ cách biệt khoảng 2 độ so với một vòng tròn hoàn hảo. Có thể nào thấy được sự khác biệt nhỏ đó không? Được chứ, nếu như có được hiện tượng xâm thực toàn phần vào tháng 7. Thông thường nếu nhìn từ trái đất, mặt trời và mặt trăng trông như bằng nhau, mặc dù trên thực tế mặt trời lớn hơn rất nhiều. Do một tình cờ ngẫu nhiên kỳ lạ, mặt trời lớn gấp 400 lần so với mặt trăng và cũng cách xa hơn 400 lần. Vì vậy mà mặt trăng trông như bằng với mặt trời, nên che nó kín hoàn toàn. Nhưng vào tháng 7, khi trái đất ở xa hơn, trông mặt trời như nhỏ hơn mặt trăng. Nếu có một vụ xâm thực vào lúc đó, thì đồng thời mặt trăng gần với trái đất, nó che khuất mặt trời nhiều hơn. Bóng của mặt trăng lớn hơn và mặt trời phải mất nhiều thời giờ hơn mới ló mặt ra phía bên kia được. Đây là những vụ xâm thực kéo dài nhất. Vào ngày 11 tháng 7 năm 1991, mặt trời ở vị trí xa nhất so với trái đất bị mặt trăng che khuất gần như 7 phút. Đó là vụ xâm thực của thế kỷ. Trong mặt trời có vẻ như nhỏ hơn mặt trăng, cho thấy trái đất xa cách với mặt trời hơn vào mùa hạ. Tất cả chúng ta đều chịu ảnh hưởng của độ lệch tâm của quỹ đạo chúng ta. Cũng giống như tất cả những hành tinh khác, trái đất di chuyển nhanh hơn trên phần quỹ đạo gần với mặt trời và chậm hơn ở chỗ xa hơn. Vào tháng 12 và tháng 1, trái đất di chuyển gần hơn một chút với mặt trời và tăng tốc. Rồi trong khi từ từ rời xa mặt trời, trái đất bắt đầu chậm lại tự như xe lửa leo dốc. Khi gần hơn với mặt trời, nó chịu sức hút mạnh hơn. Vì vậy, vào thời điểm đó, trái đất di chuyển chậm hơn và chậm trễ so với kế hoạch. Để đi hết được nửa đường quỹ đạo mùa hạ, nó phải mất 6 ngày, lâu hơn khi di chuyển trên phần quỹ đạo mùa đông. Điểm xuân chí rơi vào ngày 20 tháng 3, điểm thu chí rơi vào ngày 23 tháng 9, nghĩa là chậm mất 3 ngày. Hãy nhìn vào lịch của bạn, phần quỹ đạo mùa hạ từ tháng 3 đến tháng 8 chỉ dài 4 tháng với 31 ngày, trong khi nửa quỹ đạo mùa đông kéo dài từ tháng 9 đến tháng 2 bị ngắn bớt đi vì tháng 2 chỉ có 28 ngày. Như thế là 3 ngày thêm 3 ngày nữa. Như vậy mà chúng ta đến điểm thu chí trễ mất 6 ngày. Trái đất di chuyển theo nhiều tốc độ khác nhau và đồng hồ chúng ta lại báo những giờ nhất định. Vậy là phải có sự chênh lệch. Bạn có thể thấy được điều đó. Hãy tìm những dấu hiệu quanh nhà bạn và ghi nhận chỗ nào mặt trời lặn ở đường chân trời. Vào ngày đông chí, mặt trời lặn ở chỗ này. Vào ngày hạ chí, ở chỗ này. Mỗi năm khi ngày càng dài ra rồi lại ngắn đi, mặt trời đang đi vòng trở lại. Mỗi lần mặt trời lặn về mùa xuân là tương ứng với cảnh hoàng hôn của mùa thu.
Ở điểm xuân chí, mặt trời lặn ở chỗ này lúc 8 giờ sáng. Ở điểm thu chí, nó lặn cùng một chỗ vào cùng một lúc. Tất cả đều đúng như thế. Nhưng 40 ngày trước và sau điểm chí tuyến, sự việc lại khác hẳn. 40 ngày trước ngày xuân chí, vào tháng 2, mặt trời lặn ở chỗ này lúc 7 giờ tối. Và 40 ngày sau điểm ngày thu chí, vào tháng 11, nó lặn ở chỗ này, chính xác vào cùng một chỗ. Nhưng có cùng một lúc không? Không, nó sớm hơn một nửa giờ, tức là vào lúc 6 giờ 30 phút. Vì sao cùng một chỗ mà lại không cùng một lúc nhỉ? Vì vào mùa thu, trái đất đổi tốc độ và bị chậm hơn so với đồng hồ của chúng ta. Nó vẫn giữ giờ cố định, cho thấy chúng ta sớm hơn. Tốc độ di chuyển của trái đất chúng ta là 107.000 cây số giờ. Có lúc trái đất di chuyển chậm hơn. Nó đang di chuyển ở điểm xa nhất so với mặt trời. Và lúc đó tốc độ của nó chỉ là 105 cây số giờ. Trong khi về mùa đông, khi trái đất phải tăng tốc vì sức hút của mặt trời, chúng ta di chuyển với vận tốc 110.000 cây số giờ. Sự khác biệt thật là lớn vì quỹ đạo hình bầu dục của chúng ta gần như là một vòng tròn, chỉ cách biệt với nhau có 2 độ. Nhưng với một quỹ đạo có độ bầu dục nhiều hơn, sao chổi Halley ghé thăm chúng ta cứ theo chu kỳ 76 năm một lần, tăng tốc lên đến 200.000 cây số trong một giờ, nghĩa là chậm hơn trái đất đến 30 lần. Với một quỹ đạo hẹp như vậy, dường như là trái đất ném sao chổi ra ngoài. Giữa đường, nó chậm lại và rơi trở lại vào mặt trời. Nếu bạn ném một quả bóng lên không trung, nó giọt lên một đoạn ngắn, chậm lại, ngừng hẳn và rơi xuống. Trái đất lúc nào cũng trực rơi xuống mặt trời. Nhưng đừng hoảng sợ nhé. Quỹ đạo chúng ta gần như hình tròn, và lực ly tâm giữ chặt chúng ta trên quỹ đạo. Tiếp theo, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn thấy sao Kim. Trong chu kỳ 18 tháng, nó chiếu sáng vào ban đêm về hướng Tây trong 3 hoặc 4 tháng. Vì sao đôi khi ta thấy nó vào buổi sáng và đôi khi lại vào buổi tối? Và khi chúng ta nhìn thấy chúng qua một kính viễn vọng, vì sao nó lại có hình lưỡi liềm y như vành trăng khuyết dậy? Vì mặt trời chiếu sáng nó từ bên hông y như mặt trăng. Chúng tôi sẽ chỉ tiếp cho bạn thấy hiện tượng thẳng hàng của những hành tinh nội vi với mặt trăng và mặt trời, một nửa hệ mặt trời chỉ trong nháy mắt. Tại sao đôi khi sao Kim chiếu sáng vào ban ngày? Sao Kim không chiếu sáng, nó chỉ phản chiếu lại ánh sáng nhận được từ mặt trời như những hành tinh khác. Nhưng nó phản chiếu rất nhiều ánh sáng, vì nó ở gần mặt trời và trái đất, và nó bị một lớp mây trắng che phủ. Chúng ta sẽ lao xuống xuyên qua những đám mây trắng và nhìn thấy bề mặt sao Kim có sức nóng đủ để làm chảy chì. Tại sao nó lại nóng đến vậy, ngay cả về mùa đông? Vì không có mùa đông ở đó hay mùa hạ gì cả. Vì sao? Tất cả chúng ta thấy rằng sao Kim quay rất chậm theo chiều ngược lại. Và vì thế, từ sao Kim, các vì sao và hành tinh không thể trông thấy được, thậm chí không thấy được hành tinh láng giềng của nó là trái đất. Giả lại, cứ mỗi lần sao Kim đi ngang qua trái đất ở vị trí gần nhất, nó hướng về cùng một phía với chúng ta. Phải chăng đây là một ngẫu nhiên hay là sự tương tác giữa các hành tinh?